Vâng, trung tâm điện tử tắm hoa Chí Linh xin gửi lời chào mừng đến toàn thể các anh em và tiếp tục một video clip buổi chiều nay. Bên em tiếp tục lên sóng test và giới thiệu đến các anh em một cặp loa bài Mỹ V-Bay, một cặp loa có cái model SP4G, cấu hình 2 bát kép 40, sử dụng tới 2 cô đọng 100 và 1 tép kèn, một cặp loa khủng long bạo chúa. Sử dụng thùng gỗ bọc lề với thông số kích thước của model này, thiết kế chiều cao khoảng 1 trên 1m2 một chút, bề ngang là 52 và sâu là 68 cm. Đấy, các anh em quan sát cặp loa đẹp cáu cạnh này các bạn này. Đấy, cặp loa P-Bay SP4G các bạn nhá. Đấy, chơi hay bày đẹp, giải bát xuống cực sâu và mềm các bạn này. Đấy, với cái dòng xếp của P-Bay nghe rất là mềm mại, không chói gắt các bạn nhá, không gây chói gắt. Đấy, họng thép cực khủng. Mít thép được sử dụng từ 14 côn họng 51. Đây là 2 bát kép 40 này các bạn. Đấy, bằng là những con chốt cặp này chấp hết nước chấm các bạn nhá. Đấy, vâng, bao nguyên zin cho các bạn anh em cặp P-Bay SP4G. Đây là cái hậu sau của cặp P-Bay SP4G đây các bạn. Đấy, đấy, đẹp zin nguyên bản các bạn nhá. Vâng, P-Bay SP4G. Vâng, với công suất cơ khủng là 2400W max, đánh ở chế độ 4 ohm, hỗ trợ 4 cổng 6 ly. Hàng Mỹ xịn, sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Đây, xem nhôm này các bác, model SP4G đây. Đấy, phía sau này được thiết kế 2 bánh xe để di chuyển loa nhẹ nhàng đó nhá. Đây, vâng, với giá đầu tư cặp này rất hợp lý này. Đấy, bác nào chốt cặp này liên hệ bên em này. Đấy, tình trạng bao nguyên zin các bác nhá, bao nguyên zin, bao đẹp các bác nhá. Đấy, hồng tay quai sách này các bác này. Đấy, P-Bay, logo P-Bay các bác nhá. Đấy, chơi hay bày đẹp này các bác này, chất hết điểm luôn. Vâng, thì với mức giá đầu tư của cặp loa P-Bay Mỹ xịn với model SP4G sử dụng 2 mắt kép 40 từ 2 cô nặng 100 một tép kèn, cặp loa này đang giá đầu tư 28 triệu. Đấy, thì mọi nhu cầu mua sắm của anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Và địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. P-Bay đó là hàng đầu, P-Bay, JB, EB hay là Sapphire Vega. Đấy, có anh em mà chốt những cặp loa Mỹ xịn. Đấy, chất hết điểm các bác nhá. Vâng, 28 triệu, anh em sở hữu ngay một cặp loa bãi Mỹ xịn P-Bay SP4G 2 bát kép 40 từ iPhone họng 100. Đẹp sử dụng từ 14 côn họng 51, zin nguyên bản đẹp xuất sắc. Đấy, giải bát đánh ra rất chắc gọn các bác nhá. Đấy, đẹp vẩy rất hay, tí tách lách cách.